Rồi em xin chào tất cả các chị đã đến với buổi livestream xả hàng giá rẻ của shop Giáng My bên hôm nay nhá. Các chị đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo của bên em, áo sơ mi trắng bên em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng đúng không ạ? Hiện tại cái số lượng bên em còn hàng này rất nhiều đúng không ạ? Với giá bán bên em là 18k một chiếc nhé chị nhá, 18k một chiếc. Các chị ơi chia sẻ vào các hội nhóm cho em, đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả chiếc áo sơ mi trắng cắt nơ của bên em với giá bán của chiếc áo này là 18k một chiếc áo chị nhá. Do số lượng bề hàng bên em còn rất tốn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Tông Hạnh ơi, xin chào chị nhá, chị Thúy Phan. Rồi chúc các chị có một buổi trưa thật vui vẻ đúng không ạ? Tất cả các chị có một buổi trưa thật vui vẻ nhá. Và hôm nay vào mua hàng giá rẻ của shop Giáng My bên em đúng không ạ? Em ở ngoài Hà Nội nhá, chị Thương Nguyễn nhá. Em ở ngoài Hà Nội, chị Thanh Thủy nhá. Rồi giá bán bên em 18k một chiếc. Các chị chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Lệ đủ mốc 100 người xem đầu tiên nhá. Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo đang mặc trên người em với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Rồi, lên mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo của em đang mặc trên người với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp luôn đấy chị nhá. Chị Hin, 4 chữ Hin, áo này bên em 18k đấy chị nhá. Rồi, chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên đi ạ. Bắt đầu xả chiếc áo sơ mi trắng của bên em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ đúng không ạ? Rất là sang luôn và rất là đẹp luôn. Rồi, chị Lê Giang, cảm ơn chị nhá, chị Trang Anh rồi ạ. Quần đùi với em có đấy chị nhá, chị Ngọc Trang xin chào rồi ạ. Những chị nào đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em này và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả chiếc áo này của bên em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ, rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Tâm Như ơi, mắc lại cho bên em kiểm tra hàng của mình nhất nhá. Chị Minh Trang xin chào, chị Hương Giang xin chào, chị Trịnh Tâm Như ơi, chị có thể inbox lại cho em kiểm tra hàng của mình được không chị? Chị Hà Lê nhá, rồi ok, muốn mua thì để lại cho em, đợi em một chút này, chia sẻ cho em và các hội nhóm đi đã. Rồi sau đó là đủ mốc 100 người xem đầu tiên, em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo sơ mi trắng thắt nơ của em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng rất sang luôn đúng không ạ? Cầm hai, em cầm hai chiếc máy ra đi. Chị Ngọc Trang rồi, xin chào chị Victoria Huỳnh đúng không ạ? Rồi em xin nhắc lại là lên đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo sơ mi trắng thắt nơ này của bên em với giá bán là 18k một sản phẩm chị nhá. Rồi chị Thảo Tina, chị có muốn mua áo này không thì chị chia sẻ cho em, đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả chiếc áo sơ mi trắng của em với giá bán 18k chị nhá. Chị Vu Vơ xin chào, chị Thanh Trúc Nguyễn xin chào này. Rồi chị Thanh Trúc Nguyễn ơi, áo bên em là 18k đúng không chị? 18k nhá. Chị Vu Vơ xin chào, rồi chúc tất cả các chị có một buổi trưa vui vẻ và vào live xem livestream của bên em hôm nay. Sao em xả rất là nhiều hàng với giá bán là 18k các chị nhá. Rồi chia sẻ cho em lên mốc 100 người xem đầu tiên đúng không ạ? Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo sơ mi trắng của bên em với giá bán là 18k một chiếc áo nhé chị nhá. Rồi các chị ơi chia sẻ cho em 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng này của bên em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng đúng không ạ? Rất là xinh và rất là đẹp luôn. Cái chân váy của em cũng là đang bán là 18k nhá, 18k đúng không ạ? 18k chân váy kèm quần bên trong này. Còn áo bên em cũng là 18k nhá, 18k rất đẹp luôn, 18k thôi chị ạ. Rồi chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả hàng với giá bán 18k đúng không chị? Chị Vu Bơ xin chào, chị Dương Ngọc ơi, giá bên em là 18k chị Dương Ngọc nhá. Do cái số lượng màu trắng của bên em còn tồn rất nhiều hôm nay mang ra xả toàn bộ áo sơ mi trắng của bên em này với giá bán là 18k một chiếc. Chị Lê Giang này em một chút. Chị Điệp Nguyễn xin chào nhé, chị Nga Nguyễn rồi, chia sẻ cho em nhanh chóng này, mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ xả toàn bộ áo sơ mi của em và chân váy của em luôn. Chân váy của em cũng là chân váy và giá bán 18k, chân váy của em chân váy kèm quần các chị nhá, chân váy kèm quần và bên có đủ size từ 40 tới 85kg để em một chút bên này đúng không ạ? Rồi chị Bánh Bèo xin chào, chị Kim Kim rồi, các chị ơi nhanh chóng cho em nào, lên mốc 100 người xem đầu tiên cho em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo này của bên em với giá bán là 18k nhé chị nhá. Chị Lê, chị Tươi Lê xin chào, chị Tâm Thanh xin chào rồi ạ, chia sẻ cho em nhá. 65kg chị Thanh Tiền ơi, 65kg mặc size XL cho em chị nhá, mặc size XL cho em. Chất vải của nó chất vải van, hiện tại cái số lượng màu trắng bên còn rất là nhiều luôn các chị nhá, với giá bán 18k. Chất liệu này chất liệu van mà mặc rất là mát luôn. Cái kiểu áo của bên em thì vô cùng mát và vô cùng sang và rất là đẹp luôn các chị ạ. Rồi chị Vu Vơ rồi, các chị ơi nhanh chóng cho em là hôm nay shop Giáng My bên lại xả toàn bộ áo sơ mi trắng thắt nơ này của bên em với giá bán là 18k cho một chiếc áo sơ mi trắng này đúng không ạ? 18k một chiếc áo sơ mi trắng. Bên em có đủ size từ 40 cân tới 85kg, 40 tới 85kg bên có đủ size các chị nhá. Lên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em này 18k và kèm theo số điện thoại cho em nhá.
18k một chiếc, bên em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Rồi, chị Ngọc Trang xin chào. Chị ơi, chị Bích Thu lấy một chiếc màu trắng xe, chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Áo sơ mi trắng bên là 18k nhá, chân váy của em cũng là 18k luôn, chân váy em đây. Chân váy của em là chân váy kèm quần nhá. Chị nào mà thích mua cả chân váy thì có thể comment cho em là cả chân váy luôn nhá. Chân váy bên có giá bán là 18k một sản phẩm này thôi. 18k chân váy chất liệu umi và có đủ size từ 40 cân cho tới 85 kg, bên có đủ size của chiếc áo này đúng không ạ? Áo rất đẹp luôn các chị ạ. Và mùa hè này thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo như em mặc trên người đi ạ. Em thấy thực sự nó rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Chị Ngô Mai Lan một chiếc 18k rồi, chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em chưa ạ? Chị Nguyễn Vi ơi, em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Chị Nguyễn Vi ơi, chị muốn lấy áo 18k của bên em thì chị để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Dương Ngọc rồi, chị Thúy Nga nhá, rồi chị Thảo Tiết. Các chị ơi, các chị để lại cho em 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Và sau đó là để mua hàng bên em 18k thì nhớ chia sẻ. Em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trước hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Nguyễn Thanh ơi, chị 70kg, chị mặc size 2XL cho em nhá. Áo này 70kg mặc size 2XL mới vừa được chị nhá. Chân váy của em có giá bán là 18k một chân váy nhá. Đúng rồi chị ạ, đúng rồi, bên em chỉ bán 18k cho những chị nào mà áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chân váy bên em là 18k, cả set của em bán là 36.000 nhá, cả set 36.000 luôn. Nhưng mà bên em chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi đúng không ạ? Áo rất đẹp và rất là sang luôn các chị ạ, áo rất đẹp và rất là sang luôn. Và các chị ơi, áo này mặc bất cứ đi đâu thì cũng đều là ok hết nhá. Với giá bán bên em 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi chị ạ. Áo này rồi chị Lương Khang ơi, chị muốn lấy chị để lại cho em 18k kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi áo thắt nơ rất là xinh luôn. Một là các chị có thể thắt nơ như này nhá, hai là các chị có thể để như này đây. Đây, để rời ra hoặc là không thắt nơ cũng vẫn là ok, vẫn rất là đẹp luôn. Và với giá bán của bên em là 18k, chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em nhá. Chị Duyên Tây ơi, chị muốn lấy áo trắng và chân váy rồi ạ. Chị lấy áo trắng chân váy, chị lấy size gì đấy hả? Các chị ơi, vì nhiều khi là comment bị ẩn em sẽ không nhìn thấy, thì các chị là nhớ cùng tương tác với em để không bị ẩn comment đúng không ạ? Like livestream, chia sẻ livestream với em nhá, để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Tại vì là số lượng người xem rất nhiều, là nhiều khi sẽ bị ẩn comment các chị nhá. Chị Ngọc Phạm rồi, em xin nhắc lại là áo bên em có giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng rất là sang luôn. Áo sơ mi trắng 18k của bên em đây ạ, rất là đẹp và rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị hãy lên sắm cho mình một cái chiếc áo sơ mi trắng đi, em thấy rất hợp lý trong mùa hè này các chị nhá. Chị Teo Nhài ơi, chị muốn lấy áo này của bên em thì để lại cho em comment 18k kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị Duyên Tây ơi, có size S nhá, chị Duyên Tây nhá. Chị Hồng Hiên, cảm ơn chị. Chị Khánh Vân lấy một chiếc áo trắng rồi, chị đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em chưa ạ? Chị Hương Umi ơi, áo 70kg của bên em chị mặc size 2XL cho em nhá, 2XL cho em ạ. Rồi ok, chị cô Lan Nguyễn đúng không ạ? Chị Duyên Tây ơi, chị Duyên Tây bây giờ thấy comment của chị nhá chị nhá. Em xin nhắc lại là áo sơ mi trắng của bên em hôm nay có giá bán là 18k, với giá bên em giá áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhé. Áo sơ mi trắng của em đây, các chị đang nhìn là rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất đẹp và rất là xinh luôn, rất đáng yêu luôn đây. Và size của bên em từ 40 cân tới 85kg đúng không ạ? Chị Liễu Phạm ơi, chị 50kg mặc size M cho em chị nhé. Chị Bình Minh ơi, bây giờ em thấy comment của chị đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn mua áo nhà em hay không thì nhanh chóng lại cho em comment và nhớ quay ra chia sẻ đúng không ạ? Em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà chia sẻ đủ thôi các chị nhá. Những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em thì mới được chốt hàng đúng không ạ? Chị Thoa Nguyễn ơi, chị Thoa Nguyễn bên em đã gửi ví cho chị ạ, chị Thoa Nguyễn nhá. Bên em chuyển phát thường cho chị Thoa Nguyễn được không ạ? Chị Thanh Trần ơi, 18k đúng không ạ? Cái đơn hàng của chị Thoa Nguyễn bên em mới gửi được khoảng 4 ngày thôi nhá chị Thoa Nguyễn nhá. Chị Diễm Kiều ơi, áo đang mặc bên em có giá bán là 18k chị nhá. Với giá 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Rồi nhanh chóng để lại cho em này. Chị Nguyễn Trang Anh một chiếc 18k 55kg mặc size L cho em nhá chị nhá. Rồi chị Phạm Hồng ok, chị cảm ơn chị nhá. Chân váy size M rồi, chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em chưa ạ? Chị Liễu Phan em thấy comment của chị rồi, chị Ngọc tròn 52kg. Rồi ok chị Hạnh Cò nhá.
chị Phạm Hồng, chị Hoa Mai vàng 18k màu trắng rồi, ok chị này, có chị đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Em xin nhắc lại là áo bên em 18k chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ thôi chị nhá. Đây áo sơ mi trắng của bên em 18k, một chiếc áo sơ mi trắng đây, rất đẹp và rất là sang luôn. Cái tay đẹp nhất là cái áo này là cái nơ của nó nhá, các chị có thể mặc rời như này hoặc là không mặc rời thì đều ok hết, 18k một chiếc thôi các chị ạ. Chị Lương Nguyễn, chị Hà thì Tuyết Mai rồi, em kêu cảm ơn chị, em sẽ qua mẫu ngay lập tức đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua sản phẩm này của bên em thì nhanh chóng comment cho em nào, 18k kèm số điện thoại vào nhớ quay ra chia sẻ đúng không ạ, để em qua mẫu khác luôn đúng không ạ? Chị Thương Minh ơi, bây giờ em thấy comment của chị nhá, bây giờ em thấy comment của các chị đấy ạ. Giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhé. Và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em thôi ạ. Áo bên em thì là 18k, còn chân váy của em cũng là 18k luôn nhé. Các chị ơi, chân váy của em là bên trong kèm quần luôn nhé. Chân váy kèm quần, chân váy kèm quần và có đủ size từ 40-85kg, tức là từ 40-85kg, từ size S cho tới size 4XL là bên em có đủ size của chiếc chân váy này đúng không ạ? Còn áo sơ mi trắng của bên em từ size từ 40 cân tới size 3XL thôi chị nhé. Từ 40 cân tới 80kg bên có đủ size nữa các chị nhá. Rồi chị Hà My rồi, cảm ơn chị đã để lại cho em 18k kèm số điện thoại và nhớ quay ra chia sẻ cho em nhá. Vì bên chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Uyên Phương lấy một chiếc màu trắng size M rồi, chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em chưa ạ? Đây áo sơ mi trắng của em đây ạ, áo sơ mi trắng của em với giá bán 18k đấy chị nhá. Bị ao này. Chị Luyện Hằng rồi, chị Nguyễn Vi một chiếc đúng không ạ? Chị Hương Nguyễn, chị Tăng Thị Thùy lấy một chiếc đúng không ạ? Chị lấy size gì đấy ạ? Chị Ngọc Diệp lấy chân váy size L rồi, đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em chưa ạ? 18k một chiếc. Các chị ơi, bên shop Giáng My bên xả toàn bộ áo sơ mi trắng của bên em đây với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng nhá. Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Khi các chị mà chia sẻ thì các chị phải nhớ để ở cái chế độ công khai cho em nhá. Vì khi mà cái bộ phận sale của bên em gọi điện cho hàng 18k nhưng mà nhiều chị là vẫn không để cái chế độ, nhiều chị vẫn không để chế độ công khai, cho nên bọn em sẽ không công nhận và không thể bán giá 18k. Khi các chị để cái chế độ mà chỉ bạn bè và chế độ chỉ mình tôi là em sẽ không thể được công, là em sẽ không công nhận nữa các chị nhá. Vì rất nhiều chị đã bị hủy đơn hàng bởi vì các chị chia sẻ không để cái chế độ cá nhân, chia sẻ cái độ công khai được không ạ? Chị Phương Trinh rồi, cảm ơn chị nhá. Còn chị nào muốn mua không thì nhanh chóng lại cho em comment ạ. Và các chị ơi, các chị nếu muốn mà mình không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán là 18k thật nhanh chóng được không ạ? Chị Diệu Huyền rồi, cảm ơn chị nhá. Chị Định Thanh Hoa rồi, chị Phương Diễm này. Chị Phương Diễm rồi, chị Ngọc Ngọc Diệp đúng không ạ? Chị Hemino. Chị ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau đúng không ạ? Giá bán bên em một chiếc áo sơ mi trắng của em hôm nay sẽ là 18k một sản phẩm này đúng không ạ? 18k một chiếc áo sơ mi trắng với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em thôi các chị nhá. Rất đẹp và rất là sang luôn. Chị Phương Diễm rồi, chị Phương Diễm một lấy thì để lại cho em comment 18k kèm màu, à mềm 18k kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá em xin nhắc lại cho anh chị vào sau đúng không ạ? Với giá bán của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân. Vì là bên em đã xả toàn bộ áo này với giá bán 18k rất là rẻ rồi đúng không ạ? Rất là rẻ rồi luôn đấy ạ. Rồi chị Duyên Nguyễn, áo bên em 18k thì nhá, 18k một chiếc chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi chị nhá, đúng không ạ? Áo bên em bao nhiêu cân mặc vừa, chị Hà Ngọc Huyền ơi, áo bên em từ 40 cân tới 85kg nên có đủ size của chiếc áo này đúng không ạ? Nên chị muốn lấy cái áo sơ mi trắng 18k của bên em chỉ việc comment 18k kèm số điện thoại cho em và nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment và được cho hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng đúng không ạ? Chị Hiền Nguyễn ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Anh Ngọc Viễn muốn lấy một chiếc thì chị để lại cho em nhá. Bên có bán sỉ chị nhá. Bên có bán sỉ, chị Anh Ngọc Nguyễn nhá, inbox cho em được mua giá sỉ đúng không ạ? Chị Trang Hà ơi, 18k màu trắng chân váy size M đúng không ạ? Rồi chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em chưa ạ? Chị Bình Yên nhé, cảm ơn chị nhá, một chiếc đúng không ạ? Chị Tuyết Kha một chiếc này. Rồi chị Hà Ngọc Nguyễn một chiếc 18k đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Chị Khoai Tây một chiếc 18k size M đã chia sẻ cho em chưa chị?
Chị Phương Nghe ơi, thấy comment của chị rồi nhá. 18k chân váy này. Chân váy bên có đủ size từ 40 tới 85kg, tức là từ size S cho tới size 4XL là bên có đủ size chân váy này đúng không ạ? Rồi chia sẻ 18k một chiếc áo thôi, chỉ bán cho những chị nào mà chia sẻ thôi các chị nhá. Chị Thảo Thảo lấy 18k size M. Ok chị này, rồi đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chị Lan Trần cảm ơn chị nhá. Rồi chị Nguyễn Ngọc Thanh Huyền lấy size S váy chị ạ. Chị ơi, chị không để số điện thoại thì bên em làm sao chốt đơn chị được đây ạ? Chị mà không để số điện thoại em sẽ không chốt đơn được lên đơn được chị nhá. Chị Trịnh Như Quỳnh ơi, chị lấy chân váy đúng không ạ? Chân váy của em từ 40 cân tới 85kg, từ 40 tới 85kg. 40 tới 85. Chị Hoa Tường Vi ơi, áo bên em là 18k nhé. Chị Hoa Tường Vi nhé, để lại cho em 18k kèm số điện thoại của mình cho em nhanh chóng chốt 18k nhanh chóng được không ạ? Chị Anh Mai Thu Thủy 18k áo size L cho em xin số điện thoại chị nhá. Chị Dung Ly, ok cảm ơn chị rồi, cho em xin số điện thoại luôn nhé chị Dung Ly nhá. Chị Trần My lấy một chiếc, chị đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Các chị ơi, nhiều khi mà các chị em không trả lời comment, các chị thì các chị thông cảm cho em, tại vì là cái lượt comment rất là nhiều ý ạ. Em sẽ không thể thấy comment của các chị được đúng không ạ? Được đúng không ạ? Chị Như Ý Huỳnh lấy một chiếc 18k đúng không chị? Chị chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Bao nhiêu bộ này, chị giá bao bây giờ chị ấy vào đúng không ạ? Chị ơi, áo sơ mi trắng của bên em có giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi trắng nhá. Với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhá. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em chưa ạ? Chân váy của em bên bán cả set trên người em luôn, bán cả set luôn nhá. Miễn là không bán người nhá, bán set không bán người là 18k một chiếc áo chân váy bên cũng là 18k nhé đúng không ạ? 18k áo sơ mi trắng chân váy 18k. Giá bán bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhé. Các chị ơi, vì số lượng người xem rất đông cho nên là các chị muốn mình không ẩn comment đúng không ạ? Thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Để không ẩn comment, các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để không ẩn comment đúng không ạ? Rồi, chị Thúy Hằng này thấy comment của chị rồi nhá. Chị Liên Lương thấy comment của chị rồi. Chị Ngốc Ngốc đã thấy comment luôn. Chị Anh Thư Thủy đã thấy comment này. Các chị ơi, mình muốn không bị ẩn comment, các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để mình không ẩn comment đúng không ạ? Và được chốt đơn hàng với giá bán là 18k thật nhanh chóng nhá. Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau là áo sơ mi trắng của bên em hôm nay, xả toàn bộ áo sơ mi trắng của bên em hôm nay là với giá bán 18k một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp luôn. Tay áo của nó, tay áo có nơ rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sắm cho mình một cái chiếc áo sơ mi trắng đi ạ. Em thấy thực sự nó rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Ok chưa ạ? Chị Trương Giang rồi, chị Nguyễn Ngọc tươi size S rồi. Còn chị nào muốn mua nữa không thì cũng nhanh chóng để lại cho em theo đúng cú pháp nhá. Để lại cho em theo đúng cú pháp thì mới được lên đơn hàng với giá bán 18k đúng không ạ? Chị Hồng Dinh một chiếc size M rồi, chị Trần My lấy cả set đúng không ạ? Rồi đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Chị Như Hữu Hình một chiếc 18k size M rồi, đã chia sẻ cho em chưa ạ? Rồi em xin nhắc lại này, để mua áo bên em với giá bán 18k, các chị chỉ việc comment 18k kèm số điện thoại cho em. Và sau đó là để không ẩn comment và được chốt hàng nhanh chóng thì các chị nhớ chia sẻ để mình không ẩn comment đúng không ạ? Chị Lấm Lùn nhá, em cảm ơn chị rồi, lấy một chiếc 18k đúng không chị? Rồi đã thấy comment của chị rồi nhá. Chị Gái Quê 56kg mặc size L cho em, để lại cho em nhá, 18k kèm theo số điện thoại của mình chị Gái Quê nhá. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng cảm ơn chị rồi, chị Hà, chị Yến Nguyễn thấy comment của chị rồi nhá. Em sẽ qua mẫu khác ngay, nhanh chóng chốt hàng cho em với giá bán 18k một chiếc áo sơ mi trắng rất sang luôn đúng không ạ? Và mùa hè tới rồi, các chị lên sắm cho mình một cái chiếc áo sơ mi trắng này đi ạ. Em thấy nó thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này nhá. Áo sơ mi trắng của bên em rất đẹp luôn, chất vải của nó là chất vải voan rất là mát luôn, các chị nhìn chất vải này rất sang luôn đúng không ạ? Chất vải của chiếc áo này chất vải voan rất là mát luôn các chị nhá, các chị nhìn chất vải chưa ạ? Và mùa hè đến rồi, các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy hợp lý lắm đấy ạ. Cả một set của em luôn, cả chân váy này, cả chân váy, cả áo sơ mi trắng cắt nơ của em nhá. Mua cả set của em luôn đúng không ạ? Mua cả set cho em luôn nhá. Áo này chân váy kèm quần luôn. Chân váy bên có đủ size từ 40 tới 85kg. Từ 40 tới 85kg đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Thị Kim Chi cảm ơn chị nhá, lấy một chiếc đúng không ạ? Rồi ok, nhanh chóng chốt luôn cho em nào, nhanh chóng cho em nhá. Chị Ngọc Ánh 18k rồi, chị lấy size gì đấy chị Ngọc Ánh? Rồi chị Ngọc Ánh một chiếc 18k rồi ạ, chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần chưa chị? Chị Thanh Thúy Phan một chiếc size L rồi, ok chị nhỏ ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hương Hà lấy cả set luôn rồi, đã chia sẻ cho em chưa chị? À, chị nhỏ ơi, em thấy rồi nhá, chị An Mì thấy comment của chị rồi đấy ạ.
Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment của mình đúng không ạ? Thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Và được chốt đơn hàng với giá bán là 18k thật nhanh chóng nhá. Với giá bán 18k một chiếc áo sơ mi trắng của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân nữa chị nhá. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Áo sơ mi trắng của em là năm nay là quá hot luôn rồi và giá bán sale của bên em hôm nay là xả toàn bộ 18k, áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhá. Chị Hồng Trần ơi, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Tân Tuyết rồi, cảm ơn chị nha, lấy một chiếc đúng không ạ? Chị Minh Hùng, Nhiên Hùng thấy comment của chị rồi nhá. Chị Nguyên Top một chiếc. Áo đang mặc của em có giá bán là 18k. Chị Quỳnh Nga nhá, để lại cho em 18k kèm số thoại. Và chị nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình mua áo bên em với giá bán 18k một chiếc áo đúng không ạ? Rồi, nhanh chóng cho em. Chị Minh Trang Nguyễn rồi, xin chào. Rồi các chị ơi, chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em, bắt đầu chốt 18k đúng không ạ? Rồi, em sẽ bắt đầu đọc chốt 18k cho từng chị một đúng không ạ? Rồi các chị ơi, các chị có nhìn thấy cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình không ạ? Sau đây là em sẽ dùng những cái con số may mắn của bên em để chốt 18k đúng không ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại trùng với hai số cuối em quay sau đây thì chị đó sẽ là người mua được hàng bên em với giá bán 18k chị nhá. Rồi, trên tay em đang cầm một là những cái con số may mắn của bên em hôm nay đúng không ạ? Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được áo bên em và mua cả set của em với giá bán 36.000 đây đúng không ạ? Rồi không biết chị nào sẽ là người may mắn hôm nay sẽ mua đúng không ạ? Con nhỏ nhắn. Chị Văn Hoàng một set cho người 60kg rồi, bắt đầu chốt 18k lên các chị ở lại với em này, ở lại với em và biết đâu hôm nay mình sẽ là người may mắn mua áo bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Rồi, em xin quay số đầu tiên nhá. Em xin quay con số đầu tiên hôm nay là con số 31 này, số điện thoại ghi trên màn hình là 0912 991 648 nhá. Chị nào có đuôi số điện thoại là 31 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để bên em sẽ trao cho các chị chiếc áo này của bên em hoặc chân váy hoặc cả set của em với giá bán là 18k đúng không chị? Rồi, con số may mắn tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là con số 36 nhá. Con số may mắn đầu tiên là con số 31, con số may mắn đầu thứ hai của bên em hôm nay sẽ là con số 36 đúng không ạ? Rồi, tiếp theo con số tiếp theo hôm nay bên em sẽ là con số 42 nhá. Con số 42 này được chưa ạ? 3 số rồi nhá. 3 số rồi. 31, 36, 42. Chị nào có đuôi số điện thoại là những số cho em vừa đọc thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để em trao phần thưởng cho chị là cả set của em đang mặc trên người đây với giá bán 18k. Chị nào nhanh thì được đúng không ạ? Chị nào nhanh chóng gọi điện về thì được nhá. Nhanh chóng gọi điện về thì được đúng không ạ? Rồi, con số may mắn tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là con số 03 nhá. 03, 31, 36 và 42. Chị nào có đuôi số điện thoại như thế này? Chị nào có đuôi số điện thoại 0331 3642 không ạ? Rồi, 36 có người gọi luôn nhá. 36 có người gọi luôn rồi. Alo ạ? À? Alo? Alo? Facebook của chị là gì ạ? Facebook của em là Hoàng Duy. Hoàng Duy à? Rồi, xin chúc mừng chị nhá. À, chị ơi, chị là chụp lại màn hình chia sẻ vào 10 nhóm cho em nhá, vào 10 hội nhóm cho em và gửi quen box cho em nhá. Rồi, ok, cảm ơn chị, chúc mừng chị nhá. Rồi, các chị ơi, số 36 đã qua đi rồi nhá. Số 36 qua đi rồi, hiện tại em chỉ còn số này. Em sẽ quay thêm tiếp này. Rồi, số may mắn tiếp theo hôm nay sẽ là con số 25 đúng không ạ? 31 có đúng không? 31 có này, rồi 31 có người gọi luôn. Alo ạ. Dạ, chị ơi, có mặt đá lái ạ. Facebook của chị là gì? Dạ, Thúy gì ạ? Thúy Ngân Hồ. Cái gì? Thúy Ngân Hồ đúng không ạ? Thúy Hồng Hồ, ok chị rồi, xin chúc mừng chị nhá. Chị ơi, chị chụp lại màn hình và chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm, chụp lại màn hình gửi qua inbox cho em nhá. Để em tặng chị cái bộ này là 18.000 chị nhá, 18.000, 18.000 luôn. Cảm ơn chị, rồi cảm ơn chị rồi. Rồi, hiện tại là số bao nhiêu nhỉ? Số 31 và 36 đúng không? 42, 03. Bây giờ hiện tại em còn số 42 và 03 đúng không ạ? Vừa xong là số bao nhiêu rồi hả? 31, 36, 31 cho Hồng Hồ, 36 cho Hoàng Duy. 42 có không nhỉ? 42 có nhỉ? 42 tắt máy này. Hiện tại em chỉ còn số 0325 và 42 nhá. 0325 42. Chị nào có đuôi số điện thoại là 03 này, 25 và 42 thì nhanh chóng gọi điện về đem. Ai nhanh thì được đúng không ạ? Chị nào nhanh thì được nhá. 42 đúng rồi, gọi 42 nghe chị nhỉ? Chưa nghe đúng không? Nghe nhá. Dạ alo. Alo em hả? Chị ơi, Facebook của chị là gì? Thùy Dương Lê Hồ em. Thùy Dương Lê Hồ hả chị? Rồi, chị chụp lại màn hình chia sẻ cho em 10 nhóm và chụp lại màn hình cho em nhé. Rồi, chúc mừng chị rồi. 31, 36 là đi qua rồi. Hiện tại em chỉ còn số 03 và số 25 nữa chị nhá. Chị nào có đuôi số điện thoại 03 và 25? 36 gọi rồi đúng không? 36 gọi rồi, không gọi nữa. Chị nào nhanh thì được, chị nào nhanh thì được, chị nào nhanh thì được đúng không ạ? Chị nào nhanh thì được nhá, chị nào nhanh thì được nào.
Em chỉ còn số 03 và 25 thôi nhá. 03 và 25, chị nhanh thì được, nhanh chóng cho em. 25 rồi và 25 có người gọi luôn. Alo. Alo ạ. Facebook của chị là gì, nhanh chóng cho em nào. Dạ, Thảo Trắng chị. Thảo Trắng luôn ạ, rồi xin chúc mừng chị nhá. Chụp lại màn hình cho em và gửi qua inbox Messenger của shop em nhá. Dạ. Hôm nay mình may mắn quá đúng không ạ? Rồi xin chúc mừng chị nhá. Rồi ok, cảm ơn chị rồi. Rồi hiện tại là em chỉ còn con số 03 đó chị ạ, nhanh thì được ạ. Nhanh thì được nào. 03, chị nào nhanh thì được. Số 03, 25 có người gọi rồi không gọi nữa nhá. 25 có người gọi rồi không gọi nữa. Chị nào có đuôi số điện thoại 03 nhanh chóng gọi điện về cho em luôn. Em sẽ quay số tiếp nhanh chóng cho em luôn được không ạ? Rồi, em còn số 25 thôi nhá. Còn số 25 ai nhanh thì được, ai nhanh thì được. 25, à, 25 có người gọi rồi đúng không? 25 có người gọi rồi không tính nhá. Em không tính, chị nào nhanh thì được, chị nào nhanh thì được, không tính. Em chỉ còn số 2, à, số 03 nhá, còn số 03 thôi. Rồi, còn số 03. 25 không tính luôn nhá, đừng gọi 25 nữa, đừng gọi 25 nữa. 25 không tính, anh còn số 03 nhá, còn số 03 thôi. Chị nào có đuôi số điện thoại 03 nhanh chóng gọi điện về cho em nhá. Nhanh thì được, chị nào nhanh thì được. Chị nào nhanh thì được. 25 không gọi nữa. 025 không gọi. Em sẽ cái sổ để cái số 03 đây nhá. Em sẽ để cái số 03 luôn đây nhá. 25 đừng gọi nữa rồi ơi. Em đã nói rồi, 25 vừa cái chị vừa có chị gọi xong rồi đúng không ạ? Rồi con số may mắn tiếp theo hôm nay sẽ là con số nào đây ạ? Rồi 03 người gọi luôn, vừa nhắc xong đúng không ạ? Rồi nhanh chóng nào. Em sẽ qua những cái mẫu khác ngay lập tức luôn nên nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? Facebook của chị là gì? Của em là Huyền Nguyễn nhá. Huyền Nguyễn à? Rồi chia sẻ chụp lại màn hình và chia sẻ cho em 10 hội nhóm nhá. Vâng. Rồi ok, cảm ơn chị, chúc mừng chị. Rồi con số may mắn tiếp theo hôm nay sẽ con số nào, nên chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em để mua hàng bên em với giá bán 18k nhanh chóng được không ạ? Con số may mắn tiếp theo của bên hôm nay sẽ con số 19 nào, chị nào có đuôi số điện thoại là 19 nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để bên em trao phần thưởng này của bên em với giá bán là, với giá bán bên em là 18k nhá, 18k đó, 18k áo, 18k chân váy luôn nhá. 25 có người gọi rồi không gọi nữa, chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em. Rồi em sẽ để cái số 19 ở đây nhá. Đây, em để số 19 ở đây. Chị nào có đuôi số điện thoại 19 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em nhá. 25 không gọi nữa được không ạ? Rồi, em sẽ không để các chị chờ đợi lâu được không ạ? Em còn một số 03 là chưa ai gọi điện nhá. Số 03 chưa ai gọi điện và em sẽ để đây được không ạ? 25 đừng gọi nữa rồi ơi, 25 đừng gọi nữa. 25 có người gọi trước rồi. Kết nối mạng yếu, mở cửa ra đi. Rồi các chị ơi. Em vừa mới công bố thôi mà các chị đã tụt view rồi đúng không ạ? Số 19 có người gọi, à 19 có người gọi luôn rồi này các chị này, 19 có người gọi này. Alo. Dạ alo chị ơi, em là số 19 nha. Facebook của chị là gì? Của em là An Nhi ạ. An Nhi rồi ạ, à. Xin chúc mừng chị nhá, chụp lại màn hình nhá, chụp lại màn hình đúng không ạ? Vâng ạ. Chị Hưng Phan ơi, chị Hưng Phan có người gọi điện trước rồi chị nhá, chị Hưng Phan, chị đừng nói thế, chị Hưng Phan nhá, tội cho em đúng không chị? 25 có người gọi vừa xong rồi, 25 có người gọi vừa xong rồi, em đã phát trực tiếp rồi đúng không ạ? Rồi các chị ơi. À, bây giờ nhá, những cái chị mà đã mua hàng bên em với giá bán 18k, những chị may mắn hôm nay đã mua hàng bên em với giá bán 18k rồi, các chị hãy nhớ là chia sẻ cho em nhá, chia sẻ cho em và bổ sung số điện thoại địa chỉ để bên em tặng các chị những phần quà của bên em đây với giá bán 18k đúng không chị? Rồi còn bây giờ thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn, quay trở về với cái chiếc áo này của bên em nhá. Tuy các chị hôm nay mình không may mắn mua áo bên em với giá bán 18k hôm nay đúng không ạ? Thì các chị sẽ được mua với giá sale bên em rất là rẻ luôn. Hiện tại trên cửa hàng của bên em đang bán chiếc áo sơ mi trắng A1 này của bên em với giá bán là 230.000 đúng không ạ? Nhưng trong cái livestream này em giảm cho chị từ 230.000 xuống còn 160.000 một áo nhá. Nên chị nào mà thích sản phẩm này của bên em có thể comment cho em này. A1 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại. Chị nào thích mua chân váy comment cho em cả set A1 cho em, chân váy của em 170. Chân váy 170 và áo 160 nhá. Chân váy 170, áo 160, chân váy của em, chân váy kèm quần luôn nhá. Cái mã áo của em là mã A1 đúng không ạ? Chị nào thích sản phẩm này thì comment cho em đúng không ạ? A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Đúng không ạ? Chị Nhung Trần Thị ơi, chị đã gọi điện trước chị ơi, chị Nhung Trần Thị nhá. Em đã quay trực tiếp và phát trực tiếp rồi nhá chị nhá. Rồi. A1 kèm số điện thoại cho em, A1 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Với size của chiếc áo A1 của em là từ 40 tới 85 kg. Rồi chị Khánh Thi chốt A1 đầu tiên nhá. Chị Minh Nguyệt Vũ chốt A1 thứ 2, chị Nguyễn Giang thứ 3 rồi đúng không ạ? Rồi chị Diễm Hằng A1 thứ 4 nhá. Chị Ngọc Hà 42 kg mặc size S cho em, phải có mã A1 và có số điện thoại. Bên em mới lên được đơn hàng nhá. Chị Hạnh Nguyễn chốt A1 tiếp theo nhá, chị Huệ Minh chốt A1. Đúng không ạ? Chị Ruby ơi, áo A1 bên em có giá bán 160.000 nhá. Giảm từ 230 xuống còn 160 rất rẻ rồi đúng không ạ? Chị Thu Hoàng chốt A1, Thương Nguyễn chốt A1, Nguyễn Nga Thị chốt A1, chị Lương Hậu chốt A1 nhá, chị Kim Ngân Nguyễn Thị chốt A1. Em xin nhắc lại size từ 40 tới 85 kg đúng không ạ? 40 tới 85 kg nhá. Chị Mai Nguyễn ơi, chị Mai Nguyễn. Chị Mai Nguyễn ơi, chị đã gọi điện trước chị ơi, chị đừng nói thế được không ạ? Tội cho em đúng không ạ?
chị Bùi Thị Trang A1 cho Nam 1, chị Thảo Vũ cho Nam 1, Minh Huệ cho Nam 1, Chu Anh cho Nam 1, Hằng Nguyễn cho Nam 1. Em xin nhắc lại là A1 bên em có giá bán là 160.000, sale từ 230 xuống còn 160 đúng không ạ? Con nhỏ nào con đi. Chị Hành Nguyễn cho Nam 1 nhá, chân váy đúng không ạ? Chị Linh Lan A1 nhá, Ngọc Hà A1, chị Ngọc Lan Lê A1 nhá. Rồi chị Kim Xuyến A1 60kg, phải có mã A1 có số điện thoại bên em mới lên đơn được nhá. Không có số điện thoại và không có lên và không có số điện thoại và không có mã em sẽ không lên được đơn hàng đúng không ạ? Rồi chị Đặng Nguyễn cho Nam 1, chị Nguyễn Sang cho Nam 1 nhá. Chất vải của nó chất vải đây chị. A1 160 nhá, chị Thu Bùi cho Nam 1 này. Chị Nhung Trần Thị ơi, chị nói thế tội cho em quá đúng không ạ? Chị gọi nhanh hơn chị, em bảo là ai nhanh thì được mà chị. Hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những live stream sau bên em đúng không chị? Chị Ngóc Nhóc cho Nam 1 nhá, Nguyễn Vân cho Nam 1 rồi, phải có mã A1 có số điện thoại bên em mới lên được đơn hàng nhá. Không có mã, không có số bên điện thoại bên sẽ không thể lên đơn hàng đúng không ạ? A1 bên em là 160.000. Chị nào thích mua cả set comment cho em cả set A1 đúng không ạ? Chị dấu chấm trong tôi cho Nam 1 nhá. Nguyễn Thị cho Nam 1, Phạm Phương cho Nam 1, Bảo An cho Nam 1, Trịnh Cun cho Nam 1, Kim Thoa cho Nam 1, Nguyễn Bình cho Nam 1. Chân váy của em 170 đúng không ạ? Chân váy 170 chất liệu umi và co giãn có size, rất là nhiều size luôn. Áo bên em thì rất là đẹp luôn các chị nhá. Áo bên em thì vô cùng đẹp luôn, đang bán tại cửa hàng dáng mi bên em là 230.000, nhưng trong livestream này em giảm từ 230.000 xuống còn 160, rất rẻ rồi các chị nhá. Được chưa ạ? Chị Nguyễn xét là chị gì đấy cả xét rồi, ok chốt đơn nhá. Hùng Lê cho là một rồi, chị Lan Thanh cho là một, Bùi Thơ cho là một, Thu Minh cho là một rồi, phải có mã A1 và có số điện thoại bên em mới lên đơn hàng được nhá. Đây áo chất áo dáng áo bên em sẽ như thế này đúng không ạ? Chị Lan Thanh cho là một rồi, chị Thu Minh cho là một, Thảo Nhi cho là một nhá, phải có mã A1 có số điện thoại bên em cho đơn hàng. Em xin nhắc lại là A1 bên em có giá bán là 160, chân váy của em là 170. Chị nào thích mua cả set comment cho em cả set A1. Cả set A1 của em là 330.000 đúng không ạ? Chị Yến Hải cho A1 nhá. Chị Quỳnh Trang cho Nam 1, chị Quân Trịnh Quy N cho Nam 1 nhá, xem ngoài Hà Nội chị ạ. Chị Nguyễn Thu lấy cả set rồi, ok. Chị Bùi Thơi, áo của em 160 mã A1, comment cho em A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi, phải có mã có số điện thoại bên mới lên đơn được đúng không ạ? Chị Hà Phạm cho Nam 1 nhá, em xin nhắc lại size của chiếc A1 này. A1 bên em có đủ size từ 40 tới 85kg được chưa ạ? Chân váy bên em từ 40 tới 85kg nhá. Mua hàng để lại cho em mã kèm số điện thoại bên em mới chốt đơn được. Không có mã, không có số điện thoại bên sẽ không thể lên đơn được đúng không ạ? Rồi chị Nhã Hiếu A1 nhá, Nguyễn Yến A1, chị Ngốc Bé cho A1, chị Nguyên Lê cho A1, Kenny Dậu cho A1 rồi ạ. Các chị ơi, nhiều chị em không đọc qua và comment bị trôi thì em sẽ không được đọc qua, thì các chị nhớ là để điện thoại cho bên em nhá. Em xin nhắc lại này, A1 bên em có giá bán là 160.000 một áo nhá, 160 một áo, đang sale từ 230.000 xuống còn 160.000 một áo được chưa ạ? Áo rất đẹp luôn. Chị nào thích mua cả set comment cho em cả set A1 đúng không ạ? Áo của bên em mà A1 160 chị nhá, A1 160. Rồi chị Quế Ngọc cho Nam 1 này rồi ạ, chị Lê Thanh Hà cho Nam 1 nhá, chị Ngô Thu Phương ơi, áo bên em A1 160 nhá. Chị Thanh Đinh ơi, áo A1 160, chị cố lên tôi ơi, 160 rồi, cho đơn A1 tiếp theo nhá. Chị Phạm Thị Ngọc ơi, áo này bên em 160, chân váy 170, chị thích mua cả set A1 comment cho em cả set A1 nhá. Cả set A1 của em có giá bán là 330.000 cả set luôn và có đủ size. Hiện tại em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại cả set đang mặc trên người của em là set size S luôn, ok chưa ạ? Toàn bộ size hết nhá. Chị Lan Hương ơi, áo bên em 160 đúng không ạ? Em đã ghi rất rõ ràng trên bài viết là A1 rồi, size rồi, A1 có size có giá rồi. Các chị chỉ việc comment cho em mã kèm số điện thoại bên mới lên đơn hàng được chị nhá. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không lên đơn được đúng không ạ? Rồi, cứ để lại cho em A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi, rất nhiều chị đang để lại cho em A1 kèm số điện thoại. Chị Lê Diệp ơi, bao nhiêu bạn áo bên em 160 nhá? Chị Bích Trâm 40kg mặc size S cho em đúng không chị? 40kg mặc size S cho em nhá. Chị Thu Trần 65kg mặc size XL cho em nhá. Chị Vũ Hương Thảo ơi, lấy cả set comment cho em cả set A1 kèm số điện thoại cho em. Giá áo bên em 160 nhá chị nhá. Chị Khánh Vân rồi, chị Mai Lan, chị Dung Vũ nhất, rất nhiều chị đang để đúng không ạ? Thì em không thể đọc được thì các chị nhớ thông cảm cho em nhá. Ok chị Thắng Nguyễn, cảm ơn chị đã khen em xinh. Rồi còn chị nào muốn chốt A1 chốt luôn cho em A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Em sẽ qua mẫu khác. Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã A1 trong khoảng 4 phút nữa là em sẽ qua cái mẫu khác ngay, nên các chị là muốn chốt A1 thì chốt luôn, để lại số điện thoại cho em để em còn qua mẫu khác luôn đúng không ạ? Em sẽ qua khoảng 4 đến 5 mẫu nữa đúng không ạ? Rồi rất nhiều chị đang để A1, để lại A1 kèm số điện thoại cho em không kịp đọc chốt nhá. Chị Kim Cường ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Ca Lang Nguyễn thấy comment nhá. Rồi chị Khánh Vân 53kg mặc size M cho em đúng không ạ? Để lại A1 kèm số điện thoại cho em. Rồi em sẽ qua mẫu khác ngay bây giờ, nên các chị chốt cho luôn cho em A1 để em còn qua mẫu khác luôn nhá đúng không ạ? Em sẽ qua mẫu khác ngay bây giờ đây ạ. Chốt luôn cho em mã A1 chứ, em sẽ qua cái mẫu khác ngay bây giờ đây. Mẫu rất rất để rất nhiều đây ạ. Rồi chị Phạm Thị Ngọc, chị Phùng Gia Bảo, chị Phùng Thị Kim Vân nhá, chị Bích Trâm rồi, cả set 330 đúng không ạ?
Rồi, rất nhiều chị đang để A1 không kịp chốt đây này đúng không ạ? Chị Phương Anh, chị hệ thống Messenger, rất là chị đang để là với con chơi comment. Chị Hiền Anh Chu, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Trần Hải Quang ơi, 64kg mặc size XL cho em nhá. Chị Trần Hải Quang nhá, 64kg XL rồi, ok là chị Phạm Thị Ngọc, chị Gen Long Nguyễn. A1 bên em 160 rất đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Phương Anh Nguyễn cho A1 này, hệ thống Messenger cho A1, Độc Nguyễn Xuân Ngô cho A1. Em sẽ qua cái mã khác ngay bây giờ, nhanh chóng cho A1 cho em để em qua mẫu khác luôn đúng không ạ? Phùng Gia Bảo cho A1, Phùng Thị Kim Vân cho A1, Nguyễn Thị Như Quỳnh 48kg mặc size M cho em này. Chị Khánh Vân 53kg mặc size M, Trần Hải Quang 64kg mặc size XL, chị là Nguyễn cho A1, Quang Hoàng cho A1, Dương Hằng cho A1 nhá. Rồi giá B 160, chị Khánh Vân cho A1, Trần Lưu. Ôi rất nhiều chị đang để không phải được. Rồi em sẽ qua mẫu khác ngay bây giờ đúng không ạ? Chị cũng còn chị làm muốn cho A1 được không thì chốt luôn cho em qua mẫu khác ngay bây giờ nhá. Rồi chị bên A1 của em chỉ có một màu chị Lan Anh nhá. Chị Hân Lê 65kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Dung Hòa 60kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Rồi em cảm ơn chị Hậu Thanh nhá. Ô sao nhiều chị bảo em giống Hương Giang Idol nhở, người gì nhở, người mẫu chuyển giới. Không khoa cũng thế luôn. Rồi chị Hậu Lộc A1 nhỉ, em sẽ qua mẫu khác ngay bây giờ đúng không ạ? Nhanh chóng cho A1 cho em để còn qua mẫu khác nhanh chóng đúng không ạ? Chị Loan Đỗ 70kg mặc size XL cho em nhá. Chị Heo Con 160, chị Tiến Hạnh A1 160 cho em nhá. Chị Cao Thơ Mây Áo bên em là 160, chị Gấm Lê 160 nhá, chị Diễm Lê 160. Em sẽ qua mẫu khác ngay bây giờ, nhanh chóng cho luôn cho em để qua mẫu khác ngay đúng không ạ? Ở bên cạnh bên tay phải của em đang để đây rất là nhiều mẫu luôn, để còn qua mẫu 1 nhưng các chị cứ để lại cho em A1 và kèm theo số điện thoại để còn qua mẫu khác ngay bây giờ nhá. Em sẽ qua mẫu khác ngay bây giờ, chốt nhanh cho em A1 ạ. Chị nào mà thích mua chân váy của em có thể chân comment cho em chân váy kèm số điện thoại nhá. Chân váy của em là 170.000 và có đủ size từ 40 cân tới 85 kg, từ 40 tới 85 kg. Cả set của em đang bán trên người em là 330.000 cả set luôn. Rồi chốt luôn cho em mã 1, em còn qua mã khác ngay bây giờ nhá, rất nhiều mã để bên này ạ. Chị Nguyễn Lan Anh áo đang mặc là 160 chị nhá. Nhanh chóng chốt cho em cái mã A1 kèm số điện thoại, em còn qua mẫu khác ngay bây giờ đúng không ạ? Em sẽ qua cái mẫu khác ngay bây giờ nhá. A1 kèm số điện thoại cho em. Chị Đăng Huỳnh áo bên em mặc hiện tại chỉ có màu trắng thôi chị nhá. Chị Mỹ Lệ. Các chị ơi, các chị chốt luôn cho em mã A1 để em còn qua cái mã khác nhà em ngay bây giờ được không ạ? A1 160.000, chân váy là 170.000. Chị nào mua cả set của em thì comment cho em cả set A1 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Cả set của em là 330.000 cả set luôn. Chị Phương Liêu ơi, chị 55kg mặc size L cho em nhá. Chị bé gốc bao nhiêu một set? Một set bên em có giá bán là 330.000 một set luôn nhá. Chị nào thích mua cả set A1 của em thì comment cho em cả set A1 nhá. Chị Thúy Nguyên ơi, chất vải của em chất vải vàng rất mát luôn chị nhá. Chị Mai Anh ơi, bộ đang mặc chỉ có một màu thôi chị nhá. Rồi chị Loan Đỗ 70kg mặc size XL, chị Jenny Trần ok chị nhá. Chị Tuyết Nguyễn Minh rồi, cứ để lại cho em mã A1 kèm số điện thoại để em còn qua mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? Chị Cao Bá Trần 70kg, chị mặc size 2XL cho em, chị Cao Bá Trần nhá. Em thấy chị nhá, chị Bận Nguyễn nhá. Áo không là 160.000 đó chị Mai nhá, chị Phan Mai gì hay Phan Mai Hồng đúng không ạ? Áo không là 160, còn chân váy là 170 nhá, chân váy của em kèm quần bên trong. Chân váy kèm quần đây, quần của nó đây là 170, chất liệu Umi có đủ size. Rồi chị sơ mi phong rộng có nhá chị nhá, em sẽ qua mẫu ngay bây giờ đấy ạ. Mã này mã A1 nhá, chị Phan Mai Hồng nhá, chị Ngọc Khánh xin chào nhá. Rồi ok chị Phương Lưu này áo thôi nhá. 62kg chị Kiều Diễm mặc size XL cho em đúng không chị? Chị Mai Anh Quân ơi, cao mét 57 nặng 64kg mặc size XL cho em nhá, để lại A1 đi ạ. Chị Dung Phượng này áo đang ăn mặc đúng không ạ? Đâu để lại A1 cho em nào. Nhanh chóng chốt luôn cho em cái mã A1 để em còn qua cái mã khác của nhà em ngay bây giờ nhá. Qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? Cả set của em là 330.000 cả set luôn, cả set 330. Các chị ơi, còn chị nào muốn chốt cái mã A1 này nữa không thì chốt luôn cho em để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không chị? Ok chị Phương Lê nhá, V28 rồi, ok chị yêu của em. Chị Thu Hương thấy comment chị Minh Huệ, em sẽ qua mẫu ngay bây giờ nên các chị chốt luôn cho em để qua mẫu ngay bây giờ nhá. Chị Út Huệ đúng không ạ? Xin chào chốt rồi. Chân váy của em 160, chân váy 160 kèm quần bên trong. Chị Phương Lê đen chưa trả lời được, hiện tại là bọn em đang quá tải tin nhắn nhá chị Phương Lê nhá. Chị đợi đi chị nhá. Chị Huyền Trang lấy cả set 53kg mặc size M cho em rồi, rất nhiều chị đang để A1 vào chân váy đúng không ạ? Em không kịp đọc chốt thì các chị thông cảm cho em nhá. Rồi chị Cu Bảo Trân lấy cả lấy áo nha chị, rồi để lại A1 kèm số điện thoại cho em nhá.
Chị Thảo Sơn bao nhiêu một áo? 160.000. Áo 160, chân váy 170. Áo 160, chân váy 170. Các chị chốt luôn cho em A1 nhanh chóng, A1 kèm số điện thoại để em còn qua thấy những cái mã khác bên em đúng không ạ? Và hiện tại ở đây đang rất là nhiều mã khác đúng không ạ? Chị Mai Anh Đoàn, bên em đã giao chi như là em gửi hàng như thế, chị ở đây chất vải của nó đây chị. Live chi như nào gửi hàng như thế luôn, các chị giao cho chị mua hàng của sốt dáng mi bên em, các chị cứ yên tâm đúng không ạ? Em xin nhắc lại nhá. Áo bên em có size từ 40 cân tới 85 kg. Mã này là của em là mã A1 với giá bán 160 nhá. A1 160. Còn chị nào mà thích mua cả chân váy của em thì comment cho em cả chân váy và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi chân váy kèm số điện thoại hoặc là áo kèm số điện thoại, cả set A1 kèm số điện thoại. Cả set A1 của em đang bán giá là 330 cả set luôn và có đủ size. Em cao 1m6 và hiện tại em nặng 47 kg. Toàn bộ trên người em là toàn size S hết. Nhanh chóng chốt A1 để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Chân váy là 170, áo 160. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chân váy của em là 170, chị Phương Phong Lan nhá. Rồi để lại cho em A1 kèm số điện thoại, em sẽ qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? Rồi chị Huệ Nguyễn xin chào, chị Dương Thảo, áo bên em là 160.000 nhá chị nhá. Rồi rất nhiều chị đang để A1 bên này đúng không ạ? Rồi chị Dương Thân 160 mã A1 cho em này. Chị Nguyễn Thị Sương này, bao nhiêu một bộ cả set 330 đúng không ạ? Chị Diệu Linh ơi, bao nhiêu đấy? Áo bên em là 160, chân váy 170, chân áo mã A1 đúng không ạ? Chị Huyền Trang lấy cả set, cảm ơn chị. Chị Cà Bảo Chân rồi, 80 kg, mặc size 4XL cho em. Chị Cu Bảo Chân nên để lại cho em số điện thoại nào, A1 kèm số điện thoại cho em nhé. Thấy comment của chị Nhung Trần rồi, chị Nguyễn Hoàng Kiều Diễm, A1 kèm số điện thoại bổ sung cho em nhé. Rồi các chị ơi, mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em A1 kèm số điện thoại thôi đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại, bên em sẽ gọi điện và tư vấn size sau để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ nhé. Rất nhiều chị đang đợi cái mã khác nhà em đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại, A1 kèm số điện thoại, chân váy kèm số điện thoại, chân váy kèm số điện thoại, A1 kèm số điện thoại. Ra được không? À rồi chị Thảo Nhi, đấy rất nhiều chị đang để cái mã A1 rồi. Đây em một tí nha, để cho chị bên này chốt nó A1 để em sẽ qua cái mã khác ngay đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Hồng Thu Nguyễn Trang này. Chị Nguyễn Thị Sương rồi, xin chào, em thấy comment của chị rồi nhá. Chúc chị Nguyễn Thị Sương có một buổi trưa thật vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả chị nhá. Chị màu trắng có mỏng không? Không hề mỏng luôn, không hề mỏng luôn. Chị Diên Hồ nhìn này đẹp chưa? Rồi em xin nhắc lại là áo bên em mã A1 và với giá bán 160 nhá. A1 160.000, chân váy 170. Chị thích mua cả set của em thì comment cho em cả set A1 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Để em còn qua cái mã khác của em ngay bây giờ. Rất nhiều chị đang để cái A1 để cho các chị cho nốt thì em sẽ qua mã khác ngay đúng không ạ? Rồi ok, chị Bương Tiết Nhà, váy công sở không có. Chị Trịnh Như Quỳnh, em thấy comment của chị rồi nhá. 70 kg, mặc size 2XL, ok chị Sương nhá. Chị Tô Hương 43 kg, mặc size S cho em nhé. Áo đó bao nhiêu kg mặc vừa? Em áo này bên em từ 40 cân tới 85 kg chị nhé. Để lại A1 kèm số điện thoại cho em, phải có mã và có số điện thoại bên em mới lên lên được. Không có mã, không có số điện thoại bên em sẽ không thể lên đơn hàng đúng không ạ? Đấy như chị Quỳnh Đào và chị nhất nhiều chị đang để đây này. Cứ A1 kèm số điện thoại, A1 kèm số điện thoại hoặc là chân váy kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? À, mẫu bao gấu đi em rồi đấy em, tí ở bên này của em đang rất nhiều mẫu luôn đúng không ạ? Chị Nhạn Hồng ơi, chị có thể inbox em kiểm tra hàng của mình xem ở đâu được không được anh chị? Chị Đỗ Hà không có này, chị chốt thì chị gì đấy? Chị Nguyễn Như Quỳnh chốt cho em cho chị rồi đúng không ạ? Chị Toàn Black này. Rồi ok, chị Toàn Black nhá, inbox để bên nhân viên bên xử lý đơn của chị, tức là thiếu hàng của chị đúng không chị? Rồi. Chị Thu Hương này, A1 43 kg, mặc size cho em nhá. Ok chị yêu, chị Toàn Black, chị Mèo Hoa rồi, chị Hà Nguyễn xem ngoài Hà Nội chân váy bên em có chân váy như này thôi chị nhá. Chân váy bên em có đủ size từ 40, riêng chân váy em có từ size từ 40 tới 85 kg chị nhá. Nhìn này, đây là chân váy size S của em là sẽ như thế này, còn cái chiếc size M, size L, XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Thu Hương lấy A1 cho em xin số điện thoại nhá. Chân váy 170, chị Cà Bảo Chân cho em xin số điện thoại. Chị Léo Đức ơi, xem ngoài Hà Nội là chị E Lê Trần ơi, 5 phút nữa thôi. Em được xem rồi, ok đấy một chút nhá. Chị Huỳnh Phượng 60 kg, mặc size XL cho em nhá. Chị Hạnh Sino, em sẽ qua ngay bây giờ, tại vì nhiều chị đang chốt cái A1 quá thì em đợi cho chị chốt lốt cái A1 để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ được không ạ? Chị Dung Cherry 160 nhá. Chị Linh Thúy ơi, áo A1 bên em 160 đúng không chị? 160 nhá, A1 160. Chị Thúy Tiên Trần A1 160 nhá. Rồi nhất rất nhiều chị đang để A1 này, A1 kèm số điện thoại cho em để em qua mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? Chị Tiểu Thư Hồ Ngô đúng không ạ? Áo là 160, chân váy là 170 chị nhá. Chị Huỳnh Phương ơi, áo bên em là 160, chân váy 170. Comment cho em cả set, chị là mua cả set của em, comment cả set cho em nhá. Cả set A1 kèm số điện thoại cho em này, 48 kg, mặc size M cho em nhá. Rồi chốt cho chị rồi nhá. Chị Nguyễn Thị Sương nha, 70 kg, size 2XL mới vừa được. Chị Thanh Phương Phạm ơi, để mỗi số điện thoại bên em không biết chị lấy mã nào, chị phải để lại cho em A1 chị nhá.
Chị Trần Hạnh thấy comment này, chị Thương Nguyễn là em sẽ qua mẫu ngay nhá. Chị Thu Hương rồi, chị Nguyệt Phạm, áo đang mặc bao nhiêu tiền? Áo đang mặc của em là 160.000 nhá. Rồi, để lại A1 kèm số điện thoại cho em luôn nhá. A1 kèm số điện thoại, em còn qua mẫu khác ngày ngay được không ạ? Ôi nhiều chị đang đợi mẫu khác quá. Qua mẫu ngay nhá, qua mẫu ngay. Chị Len Thanh Hòa qua mẫu nhanh đi bạn. Đấy em một chút, một chút. Chị Huỳnh Phượng có đen không có đen chị nhá? Hả? Chị Hà Phan Thị này. Chị Uyên Mạnh ơi, 53kg chị mặc size M cho em nhá. Các chị chốt nhanh cho em cái mã A1 đi để em còn qua cái mã khác thì em ngay bây giờ đúng không? Không thì rất nhiều chị đang đợi đúng không ạ? Rồi ok này, rất nhiều chị đang để A1 rồi đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại, cứ A1 kèm số điện thoại. 60kg mặc size XL cho em chị Kim Chi nhá. Chị Thanh Phương sẽ lấy A1 thì để lại A1 kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Thúy thấy comment của mình A1 rồi chứ chị nhá. Chị Nguyễn Thúy nhá, chị Anh Thư Nguyễn. Chị nào muốn không ẩn comment thì nhớ chia sẻ không ẩn comment nhá. Em sẽ nhắc lại là A1 của bên em là 160 nhá. A1 160, chân váy của em là chân váy của bên em là 170.000 một chân váy. Và chân váy của em chất liệu Umi có đủ size từ 40 đến 85kg nhá. Rồi để lại cho em A1 để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? Rồi cứ A1 kèm số điện thoại cho em là A1 kèm số điện thoại 160.000 một áo thôi. Rồi chị Phan Thảo này, chị Nguyễn Hương áo giá bao nhiêu? 160 chị Nguyễn Hương nhá. A1 160 chị ạ. Chị Ly Hoàng A1 rồi ok. Để lại cho em A1 kèm số điện thoại. Đấy các chị đang để rất là đúng cú pháp đúng không? Cứ A1 kèm số điện thoại cho em thôi. Chị Dương Thân chị 54kg mặc size L, size M cho xinh chị nhá. Chị Trần Thanh 52kg mặc size M rồi ok chị. Rồi em muốn mua. Chị Anh Thư Nguyễn ơi, giá 160 nhé, để lại cho em A1 kèm số điện thoại cho em để còn qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? Nhanh chóng cho em ạ. Chốt luôn cho em cái mã A1 để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ nhá. Rất nhiều chị đang đợi cái mã khác của nhà em rồi đúng không ạ? Để tiện một lần ship luôn một thể đúng không ạ? Cho nó đóng tiền ship. Chị Vân Lê 67kg mặc size 2XL cho em nhá. Chị Nhật Quang lấy cả set cho chị nha. Ok, chị comment cho em cả set A1 luôn cho em nhá. Các chị cứ để lại cú pháp như các chị đang để đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại hoặc cả set A1 kèm số điện thoại nhé, để em chốt đơn hàng cho nhanh chóng đúng không ạ? Chị Nga Phạm ơi, áo 160 nhá, áo 160 mà A1. Đấy chị Anh Thư Nguyễn này, rất nhiều chị đang để này. A1 kèm số điện thoại, cứ đúng cú pháp là em lên đơn được. Không có không đúng cú pháp em sẽ không thể lên đơn hàng được đúng không ạ? Chị Ngọc Liên Võ 57kg mặc size L cho em chị nhá. Rồi chị Thương Nguyễn là em một chút để em cho các chị cho lớp cái mã A1 để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại cho em. Chân váy của em là 170 nhá chị Thúy Vũ nhá. Em ở ngoài Hà Nội, chị Ly Hoàng Đỗ ạ. Bao nhiêu ạ? Đúng ạ, 160 chị ạ. Chị ở đường nhất nhà đây em một tí, một phút nữa thôi là em sẽ qua một khác ngay. Chị Trần Hạnh ơi, A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Phải có A1 kèm số điện thoại cho em nhá chị nhá. A1 kèm số điện thoại, A1 kèm số điện thoại. Chị Trần Hạnh rồi, cả set comment cho em A1 kèm số điện thoại. Chị Anh Thư Nguyễn ok rồi ạ. Các chị ơi, các chị comment một lần nữa, đừng comment nhiều sẽ bị trúng đơn nhá chị nhá. Comment một lần thôi, comment nhiều lần là sẽ bị trùng đơn, mà em sẽ lên trùng đơn và gửi đến hai lần rất là nguy hiểm. Chị Võ Tâm ơi, áo 160 chị ạ. Chị Dung Cherry, áo chất gì, chất liệu của nó đây chị? Đây chị ơi, chất liệu của nó đây ạ. Rất là mát luôn. Mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc áo ra mặc ra ngoài đường. Mặc cái màu trắng này, màu trắng tiểu thư, mặc rất là sang rồi, không có gì sang bằng rồi đúng không ạ? Chị Ly Nguyễn là 1m61, chị nặng 51kg, mặc size M cho em. Các chị chốt nhanh cho em cái mã A1 đi để em còn qua cái mã khác ngay bây giờ đúng không ạ? Cứ A1 kèm số điện thoại, A1 kèm số điện thoại cho em để còn qua cái mã khác ngay bây giờ nhá. Rồi chị Kim Chi, chị Ly Nguyễn rồi đấy ạ. A1 kèm số điện thoại, A1 kèm số điện thoại cho em. Em ở ngoài Hà Nội nhá, chị Thảo Phạm nhá. Rồi còn chị làm một chút luôn cho em để còn qua cái mã khác ngay bây giờ nào. Em sẽ chốt cái mã A1 trong khoảng 50 giây nữa là em sẽ qua cái mã khác ngay đúng không ạ? A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Em sẽ chuyển cho chị sang mẫu là váy 2 dây này, váy suông này, váy suông, ôi váy suông chữ A nhà em thì quá đẹp luôn. Hả? Đây nào. Cầm. Đây. Chị Mai mẫu rồi, các chị chốt luôn cho em cái mã A1 đi để em còn qua cái mã khác nhà em ngay bây giờ đúng không ạ? Áo bao nhiêu? Áo 160 chị ạ, áo 160 chị ạ. Chị mẫu khác đi, chị Loan Trương xin chào nhá. Áo bên em 160 nhá, áo. Muốn xem mẫu khác nhưng không chờ được thì lâu quá.
mặc có giá 160 nhá chị nhá. Áo đang mặc có giá 160 chị Sâu Khoai này. Chị Nguyễn Liên rồi. Chị Nguyễn Diễm đếm kiểm tra hàng của mình nhé chị nhá. Rồi, em đang cầm trên tay em đây là một cái set áo ren A28 đúng không ạ? Một cái set áo ren A28 của bên em đây. Cái set áo ren này của bên em có mã là A28 và với giá bán của bên em là 210.000 một set nhá. 210.000 một set đúng không ạ? Chị Thảo Thảo ok chị. Rồi set áo ren của em là A210.000 một set này đúng không ạ? Chị nào mà thích mua cái set này của em có việc có thể comment cho em A28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. A28 của em đây là có 3 màu, em sẽ qua nhanh từng mỗi các chị xem này. A28 210.000 một set có màu nâu, màu đen và màu khó được không ạ? Em sẽ qua cái mã thứ hai của bên em. Cái mã này của bên em sẽ là mã V38 nhá, V38 váy này váy V38 của em. Chất liệu của nó chất liệu thun rất là mát luôn được không ạ? Đây là V38 của bên em có giá bán là 170.000 một chiếc. Đây là váy 2 dây nhá. Váy 2 dây của em đây là mã V38. Chị thích thì comment cho em nào. V38 kèm theo số điện thoại của mình nhá. Áo đang mặc của em 160 đúng không ạ? Đầm body bên em sẽ không like đúng không ạ? Chị Hùng Bồ, em sao em nhận được quần áo rồi nhé? Hàm hàng rất đẹp, rất vừa đúng không ạ? Cảm ơn chị nhá. Đây em một chút được không ạ? Mà áo phông đây là váy chứ không phải là áo đâu chị Che Đinh Nguyễn nhá. Đây là váy V38 của em 170 đúng không ạ? Còn cái mã V đây là V78 của em, chị thích có thể comment cho em V. Đây là mã V78 của em nhá, có hai màu này. Size của nó từ 40 cân tới 85 kg này. Đây là V78 nhá. V78 em có giá bán 180.000, có hai màu, màu da và màu đen rất là sang luôn. Chị nào thích cái mã này thì comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em sẽ qua lại một cái mã này đúng không ạ? Cái mã này của em đây là mã váy suông, váy này váy suông chữ A. Và đằng sau của nó sẽ như thế này đấy ạ. Đằng sau như thế này và giá bán của cái váy suông này của em, cái mã này của bên em là mã V7 chị nhá, đây là V7. V7 của bên em có giá bán là 220.000 một váy. Đây là váy chứ không phải là áo chị nhá, đây là váy không phải là áo đâu. Đây là váy này, cái form nó rất là sang luôn. Và đằng trước của nó sẽ như thế này đúng không ạ? Đây đằng trước của chiếc váy này thế này. Và chiếc váy này thì của bên em là cái dáng của nó là dáng chữ A nhá, dáng chữ A rất là sang luôn đúng không ạ? Cái này bên em có rất nhiều màu luôn này, màu xanh này, màu hồng, màu xanh, màu hồng, đây là váy nhá, màu xanh, màu hồng và màu đen. Xanh, hồng, đen này rất nhiều màu luôn. Với giá bán bên em mã V7 của em là 220.000 một váy nhá. Nên chị làm muốn mua chiếc sản phẩm này của em, đây là váy của em, váy suông đây, mã là V7 nhá. Ok chị Mai Anh Đoàn. Áo đang mặc của em là A1 nhá chị nhá, chị Hà Lê A1 này. Chị Tuấn ông Cách ok, chị Hải Nguyễn. Cái mã này của bên em là mã V7 với giá bán V7 của bên em là 220.000 một váy nhá. Đây là váy. Váy này là váy suông và dáng váy của bên em sẽ là váy chữ A đúng không ạ? Đủ size từ 40 cân cho tới 75 kg của chiếc váy suông này các chị nhá. Nên chị nào muốn mua chiếc cái váy này của bên em thì có thể để lại cho em nào. V7 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá, rất đẹp và rất là sang luôn. 220.000 một váy. Đằng sau của nó thực sự là cái thiết kế của nó quá sang luôn các chị nhá. Chất liệu full mà rất là thoáng mát luôn. Mặc mùa hè thì quá mát luôn rồi đấy ạ. A1 của em là 160.000 cho chị Hà Lê nhá. Đây là V7 đây. V7 em có 3 màu này, màu xanh này, màu xanh này, màu đen này và đây là màu hồng đúng không ạ? Màu hồng rất là sang luôn. Đây là chiếc váy chứ không phải chiếc áo nhá. V7 của em. Rồi chị Nguyễn Thu Thủy, áo A1 cho em với đơ bông tai đem gửi chị rồi nhá, chị Nguyễn Thị Thúy nhá, để chị điện thoại cho em nhận hàng cho em đúng không ạ? Chị nào mà thích mua cái mã A1 của em thì có thể comment A1 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Châu Trương hình như chốt A1 chị phía trên rồi sao chị Châu Trương ạ? Còn chị nào mà thích mua cái mã A1 của em thì cứ việc comment cho em A1 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Còn cái mã của bên em hôm nay sẽ là cái mã V7 nhá. V7 của em hôm nay là 220.000 một váy. V7 220.000 một váy nhá. V7 của em có 3 màu. Có màu xanh, đây là màu xanh này, đây là màu đen này, còn đây là màu hồng rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Hà Lê 62 65 kg mặc size XL cho em, để lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Đầm suông 65 kg, đây là đầm suông nhá chị Hương họ Phùng.
Chị Hoàng Phúc ơi, A1 bên em là có đủ size từ 40 cân tới 85 kg, chị nhá, 40 tới 85 kg đúng không ạ? Còn đây là V7 của bên em đây ạ. Rồi chị Đoàn Thị Quý nhá, V7. Rồi V7 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. V7 có 3 màu: hồng, màu xanh và màu hồng, màu xanh và màu đen, rất là sang luôn. Và cái V7 của bên em có thêm cả màu trắng, rất là có thêm màu trắng nữa. Chị Nguyễn Ngọc ơi, 60 kg mặc size XL cho em đi nhá. Còn chị nào cứ muốn cái chốt cái mã A1 này nữa không thì chốt luôn cho em mã A1 nhá. A1 của em có giá bán 160 đúng không ạ? A1 của em là 160 nhá chị Hồng Loan nhá. Để lại cho em A1 và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Phải có mã A1 và có số điện thoại bên em mới lên được đấy ạ. Em sẽ chốt cái mã A1 này trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream. Nên chị nào muốn chốt cái A1 thì chốt luôn cho em để em kết thúc livestream nhá. Chị Nguyễn Ngọc 60 kg mặc size XL cho em chị Nguyễn Ngọc nhé. Còn chị nào muốn chốt cái mã A1 được không thì chốt luôn cho em cái mã A1 này để em kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Tại vì thời gian em lao cũng khá lâu rồi các chị nhá. A1 của em, xin nhắc lại, A1 của bên em có giá bán là 160.000 một áo. Chân váy của em là giá 170. Chân váy của em là chân váy chất liệu Umi và có đủ size nhá. Chân váy của em bên trong có quần luôn, chất liệu Umi, có đủ size từ 40 tới 85 kg đúng không ạ? Áo của bên em, mã A1 của bên em là 160.000 một áo đúng không ạ? Và cái thiết kế ở tay áo rất là sang luôn. Đẹp nhất ở cái chiếc áo này là cái tay áo của nó đúng không ạ? Rồi 70 kg, chị Ngọc Nga mặc cho em size 2XL cho em đấy chị Ngọc Nga nhá. Chị Bích Nguyễn Quang bao nhiêu một áo đúng không ạ? 160. Bây giờ chị mới vào đúng chưa? Hay chị vào muộn đúng không ạ? Áo A1 của bên em có giá bán là 160, chân váy của em là 170 nhá. Chân váy của em là có quần bên trong rất là sang luôn, chất liệu Umi và có đủ size. Nên chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã 1 để em còn kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Vì thời gian em live hôm nay cũng khá lâu rồi các chị nhá. Chị Hoa Lê Thanh, áo bao nhiêu? 160 chị ạ. 160 kèm số điện thoại cho em nhá. A1 kèm số điện thoại cho em. Áo da beo, váy tớ đặt hôm kia thì vào hôm nào nhận được, chắc là khoảng 3-4 ngày cho chị Lan Lê nhá. Số ok A1 chị. Chị Bích Nguyễn Quang ship bao nhiêu? Ship 30.000 chị ạ. Ship 30.000 nhá. A1 kèm số điện thoại cho em. Vừa xong rất là chị nhiều chị đang để A1 kèm số điện thoại cho em rồi đấy ạ. A1 kèm số điện thoại cho em nhá, để em còn kết thúc cái livestream này. Còn chị nào muốn chốt luôn cho em. Em sẽ qua cái A28 nu. Rồi ok chị Thảo Thảo, A1 kèm số điện thoại cho em chị Thảo Thảo nhá. Chị Hoàng Thanh Hương 54 kg mặc size M cho em cho xinh, để lại A1 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Chị Lê Thường ok chị, cảm ơn chị nhá. Chân váy của em 170 nhá chị Hòa Lê Thanh, 170 đúng không ạ? Đây là A28 của em đây, set áo gen A28 em đây. Chị Ngọc Quỳnh Mai ơi, set áo gen A28 của bên em thì bao gồm là áo gen ở ngoài và 2 dây bên trong, với giá bán của áo gen em là 210.000 cả một set luôn và có đủ size từ 40 đến 85 kg chị nhá. Chị Duyên Phận ơi, cả bộ A1 của em là 330 cả bộ, còn đây là set này A28 210.000 chị nhá. Chị Thanh Vũ ơi, bao nhiêu tiền ở em? 210.000 cái set áo gen A28 nhá chị nhá. Chân váy 60 kg mặc size XL cho em chị ạ. XL cho em nhá. Chị Nương Họ Phùng ơi, đầm suông 65 kg vừa rơi chị xong rồi chị nhá. 65 kg mặc size XL cho em vừa rơi cái đầm suông chị xem rồi đấy. Đầm suông của em đây. Đầm suông của em thì có cái mã này thôi. Đây là V38 170.000 nhá. V38 170 đây. Đây là V7 của em 220, V7 220 đây, đầm suông nhé chị nhá. Đầm suông này, đây đầm suông hả, V7 220. Còn chị nào muốn chốt cái đã A28 thì chốt luôn cho em A28 màu nâu cho em này, nâu đen da nhá, nâu đen da. Chị Kim Yến Trần này A28 rồi, để lại điện thoại cho em nhá. Chị Thanh Vũ ơi, áo đang mặc áo em đang cầm có giá là 160.000 nhá chị nhá. Chị là cũng để lại cho em là A1 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Chị Duyên Phận 54 kg mặc size M cho em, để lại cho em là A1 kèm số điện thoại cho em, hoặc là A28 kèm số điện thoại cho em. Đây là set áo gen của bên em này. Chị Trinh Nguyễn ơi, một set của em là 330.000 nha chị Trinh Nguyễn nhá. Một set 330.
Một set của em thì bao gồm, một set 330 của bên em thì bao gồm này, áo A1 kèm chân váy. Chân váy của em thì kèm quần bên trong nhá. Chị Thúy Lam thấy comment của chị rồi. Còn chị Lam muốn chốt cái A1 thì chốt luôn cho em để em kết thúc cái live stream này nhá. Vì em live cũng khá lâu rồi, gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhá. Chị Thúy Nguyễn rồi, ok chị, lát check luôn ạ. À, chị Dương Hải ơi, áo đang mặc của em có giá bán là 160 chị Dương Hải nhá. Ok chị Thúy Lan Nguyễn, chị Kim Trần Yến ok chị, chị Hoa Lê Anh ok. Rồi còn chị làm muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Trần Thị Bích Nga 58kg A28 mặc size L cho em nhé chị Bích Nga nhá. Còn chị nào muốn chốt cái mã này thì không thì chốt luôn cho em để em kết thúc cái livestream này nhé. Tại vì em live cũng khá lâu rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Chốt luôn cho em là A1 kèm số điện thoại hoặc A28 kèm số điện thoại cho em để em kết thúc cái livestream này nhá. Ok, chị Duyên Phận cả set A1 rồi, chị Kim Yến Trần rồi. Chị Thúy Nguyễn cho em hỏi ok, em ở ngoài Hà Nội, chị Thúy Nguyễn nhá. Em vừa qua nhiều màu lắm rồi chị Sumi ạ. Đây là set áo ren A28 của bên em có rất là nhiều màu luôn. A28 của bên em có màu da, màu đen, màu nâu, da đen nâu đúng không ạ? Da đen nâu khói nhá. Cái set này là da đen nâu khói 210.000 và giá bán lên 210.000. Mã của nó là mã A28 đúng không ạ? Áo Gucci đúng không chị? Đây là áo Gucci chị ạ. Còn cái mã này của bên em là cái mã gì nhỉ? H6 hôm trước, mã H6. Mã H6 đây là áo Gucci của bên em, đây là áo Gucci nhá. Ok chị Hoa Nguyễn. Rồi ok chị. Đây là cái mã H6 của bên em đây. H6 của bên em đây là áo Gucci với giá bán H6 của bên em là 170.000 một áo nhá. 170.000 một áo. Mã H6 của em, chị nào thích cái mã này của em thì có thể comment cho em H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em 170.000 một áo thôi đúng không ạ? Rồi, không còn chị nào chốt cái mã nào nữa thì em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Ok chị Hoa Nguyễn này. Dài tay không có đâu chị ạ. Chị nào mà chưa kịp comment thì các chị có thể inbox cho em này, chụp lại màn hình và inbox gửi qua Messenger của Sốt Sáng Mi với em nhá. Còn bây giờ thì cái thời gian em live cũng khá lâu rồi, cũng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này. Và đợi các chị nhớ đón xem những cái livestream tiếp theo của bên em đúng không ạ? Chị Huyền Mimi mua sản phẩm nào ở bên em chị Huyền Mimi nhỉ? Rồi còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.